Hello, xin chào các sinh lớp 12 của thầy. À, 2 giờ nay á, thầy bị khan tiếng nên thầy nói chuyện sẽ hơi bị nhỏ, cho nên hy vọng em sẽ thông cảm như này nha. Thầy sẽ tốt cố gắng tăng cái công sức lo lên. Rồi, ok, mình sẽ bắt đầu nha. Câu số 1, người ta kêu tới các em tính FB chia 2 chữ F0. Vậy cái định nghĩa này nghĩa là cái gì? Nghe thử hết nè. FB chia 2 chữ F0 nghĩa là tích phân từ 0 tới B chia 2 đấy các em ạ. À, ok chưa? Theo định nghĩa thì mình có máy thôi. Mod 22 tích phân của Siemens có thể tăng từ 0 tới bi chia 2. Nó sẽ ra 1 phần 3 các em, là câu C. Câu số 2 này công thức thôi, là câu B. Câu số 4 này bấm máy. Thôi thì giải tay luôn, chuyện như này là ra bấm máy nghe là giải tay luôn mấy em. Em thấy câu này giải tay vẫn ok thôi. Nhưng mà lúc vô thi á, mấy em không có nên giải tay câu này, tại vì rất là có thể là cái em sẽ bị thế cận lộn á. Hai nhân cho log nê bê của 2x cộng 1. Nhưng mà cái 1 phần a nữa đúng không? Cái 1 phần 2 nữa. Thì là 2x2 mất, thế cận từ 0 tới 2 là nó sẽ ra ln5 nha. ln5 là của B. Câu số 4 này mấy em tách ra là nó sẽ ra nguyên hàm của F trừ nguyên hàm của 2023 là bằng F lớn trừ 2023x cộng C, là câu C. Câu số 5 mình sẽ tách ra là F trừ G, phải không? F trừ G là 3 trừ C trừ 4 là 7. Câu 6 thì mình đề đúng là nguyên hàm của x mũ 3 x mũ 4 chia 4 là câu D. Câu số 7 này mình sẽ dùng mũ cột nha. D là x cộng 3, I là e mũ x, đạo hàm x cộng 3 là 1, đạo hàm 1 là 0, nguyên hàm e là e, nguyên hàm e là e. Xong mấy em bắt chéo xuống đây nè, này cộng này trừ, nhân vô là x cộng 3 nhân e mũ x trừ cho 1 e mũ x, đặt e mũ x ra ngoài, ở trong là còn x cộng 3 mà trừ cho 1 là x cộng 2 các em. À, nhưng mà cái câu này người ta không có kêu mình lấy kết quả cuối cùng, mà người ta chỉ kêu mình kiểu như là ta chỉ kêu mình là khai triển tích phân từng phần thôi. Thì mấy em tới đây nè, thầy chỉ cho mấy em bôi cái này đi, bôi cái này đi, xong rồi em móc qua đây là trừ cho nguyên hàm của em mũ x dx, cho nên đáp án là câu C. Đấy. Câu 8, tính độ dài của AB là em tính vectơ AB nha. Mấy đứa tính vectơ AB. Tính vectơ AB là 1 trừ 2 là trừ 1. Trừ 1 trừ 1 là trừ 2. 5 trừ 3 là 2. Cho nên độ dài AB là bằng định lý Pythagore. 1 bình, 2 bình, 2 bình là bằng 3. Câu D. Câu 9 là tìm M để U với V vuông góc. Là em lấy U nhân V bằng 0 đi. Trừ 2 nhân M trừ 2 là trừ 2M cộng 4. 1 nhân 3 là 3. 5 nhân này là 5M cộng 5 bằng 0. Vậy là giải ra được là này là 3M, 4 cộng 3 là 7, 7 cộng 5 12 bằng 0, cho nên giải ra M bằng trừ 4 em. Câu B. Câu số 10 tìm tọa độ cầu là các em đem cái này chia trừ 2 nè, là nó ra được là 4 trừ 1 không có z thì là 0, 4 trừ 1 0 là con A các em. Ok, kết thúc chapter số 140, hy vọng các em sẽ làm tốt. Bye bye.